Động đang đang chườn vào trong rồi này. Ôi. Ôi, hổ mang. Hổ mang nữa rồi. Ui. Một sơ suất nhỏ của tôi đã đẩy tất cả mọi người vào tình huống nguy hiểm. Anh Tiến và anh Đoàn là hai thợ săn rắn hổ mang chuyên nghiệp. Những nơi bụi rậm, vắng vẻ nhất chính là những nơi các anh thường tìm đến. Quả thật, đến những nơi rậm rạp như thế này, tôi có cảm giác thật lo lắng. Nhưng đó lại là những nơi có khả năng cao sẽ có rắn hổ mang. Và cái hang đầu tiên đã được phát hiện. Thưa quý vị, đây là một cái mặt, có nghĩa là cái đường đi trong hang. Nếu là hang rắn thì trơn. Và nó sẽ bóng lên, bóng ánh lên. Đấy. Như thế thì đấy là cái cách mà các anh phân biệt được là đâu là hang chuột và đâu là hang rắn. Theo dấu vết mà anh Đoàn và anh Tiến thấy được trên mặt đất trong hang, các anh phỏng đoán đây chính là hang của loài rắn hổ mang. Đồng thời vị trí này cũng là nơi sống ưa thích của chúng. Liệu chúng tôi có may mắn bắt được con rắn hổ mang trong lần đào hang đầu tiên hay không? Như vậy, may mắn đã không đến. Có lẽ con rắn đã ra khỏi hang để đi săn mồi. Anh em chúng tôi tìm hang tiếp theo. Anh Tiến bảo, đây là nơi mà các anh thường bắt được nhiều rắn hổ mang nhất, là những người đi săn rắn nhiều năm. Anh Tiến có thể dễ dàng phân biệt được hang nào là hang chuột, hang nào là hang rắn. Thì thực ra các cái nỗ của nó thì là nó chỉ tận dụng ở cái nỗ chuột. Mình theo cái đường đi mà cái nỗ chuột bỏ thì mình kiểm tra cái cửa lỗ. Cái cửa lỗ mà nó mình nhìn nó sạch ấy. Mình kiểm tra lấy vào trong sâu thì cái đất ở trong ấm hơn thì là cái vẹt đi của nó sẽ rõ nét hơn. Nó bóng thì là mình đào tiếp, còn nếu mình không thì mình bỏ. Sau khi tìm được vài hang mà không thấy được những dấu vết của rắn, chúng tôi tiếp tục di chuyển. Điều gì cần đến thì cuối cùng cũng đã đến. Anh Tiến đã tìm thấy được một cái xác rắn cạnh đó. Con rắn có thể chỉ ở xung quanh đây. Cái xác rắn này thì anh Tiến anh bảo là nó mới chỉ khoảng độ một tuần, nó mới chỉ lột khoảng một tuần. Đấy. Vì thế mà cái khả năng con rắn ở cái khu vực này là rất là cao. Và ngay lập tức thì anh Đoàn đã tìm thấy hang. Tôi cùng các anh dọn dẹp sạch khu vực có hang và chuẩn bị các phương pháp để bắt bằng được con rắn này. Nó phải tầm hơn cân. Tôi gặp mấy lần như thông vồn. Cái ngày ông thấy gần nhất cách đây khoảng bao lâu? Chắc nó khoảng chừng cỡ nửa tháng. Như vậy, chúng tôi đã có thêm niềm vui khi được người dân thông báo có rắn. Một lát nữa, chúng tôi sẽ tìm đến đó. Tuy nhiên, trước mắt cần phải bắt bằng được con rắn đầu tiên này. Bây giờ thì anh em tôi sẽ hun cái hang này. Đấy. Nếu có rắn thì nó sẽ ra ngay. Hy vọng là sẽ được một con rắn sau gần một buổi đi bắt ba cái hang mà không được ba bốn cái hang mà không được con rắn nào. Quạt đã chuẩn bị xong rồi. Mọi ngóc ngách đã được che lại để khói không thể thoát ra. Nếu có rắn chỉ cần một mồi hun chúng sẽ ra. Rắn không lì như chuột
nên việc hun để bắt được chúng cũng dễ dàng hơn. Anh Tiến bảo con rắn sẽ phi ra từ cái ngách này. Chính vì vậy mà chúng tôi vừa quạt, vừa hướng mắt về cái ngách đó. Liệu nó có phi ra? Đây rồi, hóa ra là một con rắn dọc dưa, chứ không phải là rắn hổ mang. Nó hẳn đang ghế đây. Ôi, dài lắm. Ôi, ôi. Thưa quý vị, đây là thành quả của anh em mình, của anh em tôi sau rất là nhiều thời gian vất vả và mệt nhọc để đào 3-4 cái hang, và cuối cùng là cái hang này, và chúng tôi phải hun và chờ đợi rất là lâu một con rắn khoảng độ 1 cân. Đấy, 1 cân, hơn 1 cân một chút. Chúng tôi tiếp tục di chuyển để đến nơi mà bác nông dân vừa nói. Ở những bờ nhỏ như thế này thường ít có rắn, cũng lẽ đó mà các thợ săn rắn khác thường không vào. Đây chính là lý do anh Đoàn và anh Tiến đưa tôi đến cái bờ nhỏ này. Chúng tôi đã phát hiện ra một cái hang nữa. Những dấu vết ở cửa hang đã tố cáo kẻ bị săn đang ẩn nấp bên trong. Đúng rồi, theo mình đi chuyên môn này nó không không. Ôi, đây rồi. Ôi, đúng rồi. Ôi, nó đang chui trong một động đang chườn vào trong rồi này. Ôi. Ôi, hổ mang. Không mang nữa rồi. Cẩn thận. Bên đấy. Thành kéo ra này. Đấy, cứ nhẹ nhàng kéo ra. Tôi sẽ trải nghiệm cái cảm giác này. Đấy. Cảm giác rất là nguy hiểm của những thợ bắt rắn. Đấy, cứ nhẹ nhàng ra. Nhưng mà nếu mà nhỡ nó phi ra thì sao ấy? Dòng này nó chậm. Thực sự, tôi rất sợ hãi khi đối diện với tình huống này. Tuy nhiên, chính tôi muốn vượt qua sự sợ hãi đó. Cầm tận lên cái đuôi dép, nhấc cao tay, đấy, nhấc cao tay, thế, nhẹ nhàng nhấc cao tay thì cũng cảm giác này, ok, đấy, đấy, đợi đi, nó một con người, con này hẳn một gầy. Đây có lẽ là một cái trải nghiệm tử thần. Hoa đẹp nhỉ, rất là sợ. Thông thường rắn hoang thì bao giờ nó sẽ dữ hơn rắn nuôi rất là nhiều. Ui, ui. Sơ suất nhỏ của tôi đã đẩy tất cả mọi người vào tình huống nguy hiểm. Và cuối cùng, may thay các anh đã khống chế được con rắn. Thưa quý vị có thể thấy là một cách rất là dễ nhận biết giữa rắn hoang dã và rắn nuôi. Đó là con rắn hoang dã thì thông thường bao giờ nó cũng sẽ rất là dài. Nhưng con này nó phải tầm khoảng 1m1. Đấy. Mặc dù nó chỉ khoảng độ 6-7 lạng anh nhỉ. Và thông thường rắn hoang dã thì nó gầy, nó không được béo như rắn nuôi. Rắn nuôi mà nếu 6-7 lạng thì nó chỉ khoảng độ 7-80 phân thôi, nó không thể dài được như thế này. Đó. Ngoài ra thì mình còn phân biệt rắn hoang dã với rắn nuôi như thế nào nữa không anh? Rắn hoang dã thì da nó không bóng. Vâng. Nó sẽ xỉn bởi vì nó ít được hấp thụ ánh nắng. Nó vâng. Không được trải nghiệm sương gió nhiều, nó không được da không được đẹp. Vâng. Nhưng mà với rắn hoang dã và rắn nuôi thì rắn nào độc hơn anh? Nếu cùng là hai con rắn hổ mang. Nếu như cùng là hai con thì thực ra mà nói nếu như con rắn hoang dã nó sẽ độc hơn rất là nhiều. Bởi vì ra ngoài nó ăn sẽ rất là nhiều các chất khác nhau, chứ nếu như trong cái quá trình mà như con rắn nuôi nhốt
thì nó sẽ được bổ sung thêm là các cái chất gọi là tăng trọng. Chúc cho công việc của anh. Như vậy ngày hôm nay tôi đã có một trải nghiệm thực sự tuyệt vời. Trải nghiệm đó giúp tôi hiểu hơn về cuộc sống của những người dân, hay chính xác hơn là những thợ săn rắn lành nghề. Trải nghiệm ấy cũng giúp tôi vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình, giúp tôi càng vững vàng để có thể tiếp tục sống và trải nghiệm những công việc của bà con nông dân trên khắp mọi miền đất nước.